BMW tiền tỷ gắn biển taxi để cho vui hay muốn chơi trội. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh đăng tải ghi lại khoảnh khắc chiếc xe sang tiền tỷ BMW gắn màu taxi chạy trên đường phố Hà Nội và đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý, bình luận từ số đông. Cụ thể, người đi đường thời điểm đó đã không khỏi kinh ngạc khi thấy chiếc xe BMW đặc biệt này lưu thông qua cầu Trương Dương và qua một số tuyến phố ở Hà Nội nên đã chụp lại. Qua nội dung những bức ảnh được chia sẻ thì có thể thấy, chiếc BMW gắn biển taxi này không có những thông tin liên quan tới hãng cũng như số điện thoại. Chính vì thế mà đa số ý kiến đều cho rằng đây không phải là xe chạy dịch vụ phục vụ khách hàng mà chỉ là một hình thức chơi trội của chủ xe mà thôi. Dưới bài đăng này, dân mạng cũng chia sẻ thêm hình ảnh các loại xe sang khác cũng gắn biển taxi chạy trên nhiều tuyến phố ở các địa phương. Theo khoản 2, điều 38, thông tư 12/2020, thông tư Bộ Giao thông Vận tải thì hai bên cánh cửa xe taxi phải được niêm yết các thông tin bao gồm tên, số điện thoại và biểu trưng của doanh nghiệp, hợp tác xã với kích thước tối thiểu, chiều dài là 20cm và chiều rộng là 20cm. Còn theo Điều 28 Nghị định 100/2019, Nghị định Chính phủ quy định, sử dụng xe taxi chở khách phải gắn hộp đèn với chữ taxi ở trên nóc xe, niêm yết cụm từ xe taxi ở trên kính lái phía trước và phía sau theo quy định. Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. Như vậy, nhiều người dùng mạng sau khi xem xong những hình ảnh trên đã cho rằng, cho dù chiếc BMW 328i này có hoạt động dịch vụ kinh doanh hay chỉ nhằm mục đích gắn màu taxi cho vui hay để chơi trội, thì việc không niêm yết cụm từ xe taxi trên kính phía sau là vi phạm và sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt. Sở hữu ngoại hình đẹp, thể thao cùng với động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, những chiếc BMW là mơ ước của nhiều người yêu xe Việt Nam. Tuy vậy, đằng sau ánh hào quang, BMW cũng là thương hiệu xe hứng chịu nhiều thành kiến nhất trong cộng đồng chơi xe thế giới. Trong con mắt của cộng đồng chơi xe thế giới, những tài xế xe BMW bị miêu tả là ích kỷ, thiếu ý thức chấp hành luật giao thông. Và mặc cho họ hết sức phân bua, có tới 41% số người trên diễn đàn xe Car Throttle đồng ý với nhận định này. Vậy đâu là sự thật? Ông bà ta có câu, không có lửa làm sao có khói. Nhiều người ghét lái xe BMW cũng không phải không có cơ sở. Nghiên cứu của trường đại học Berkeley ở Mỹ cho thấy, những người lái xe đắt tiền có xu hướng ít nhường đường cho người khác hơn và điều này đặc biệt thể hiện rõ ở những người lái xe BMW. Theo kết quả điều tra khác tại Anh, những người tài xế tầm tuổi từ 35 tới 40 lái BMW là những người dễ nổi nóng nhất. Hai nghiên cứu trên đều không nêu ra lý do vì sao một tài xế BMW có ý thức kém, nhưng suy đoán phổ biến nhất của cộng đồng chơi xe là xe BMW có kiểu dáng bắt mắt, dễ nổi bật nên là sản phẩm ưa thích của những thiếu gia ăn chơi, những gã chọc phú mới nổi. Những người này thì vốn thích thể hiện bản thân, chuyện lạng lách, đánh võng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo BMW cũng sẽ chẳng lấy làm buồn phiền vì điều này. Chính những nhận định BMW dành cho dân chơi khiến cho hãng xe này có doanh số bán hàng vượt trội, dẫn đầu phân khúc xe sang trong những năm vừa qua. Đó là chuyện thế giới, còn tại Việt Nam, số lượng xe hơi mới chỉ phát triển nhanh trong thời gian gần đây. Những người sở hữu xe ô tô đa số đều là những người thành đạt, ở độ tuổi chín chắn, nên hiện tượng thành kiến trên vẫn chưa xảy ra. Trên các diễn đàn xe Việt Nam, các thành viên chung sống với nhau hòa bình và rất hay giúp đỡ nhau về các vấn đề sửa chữa, bảo trì xe hơi.